mừng các bạn đã quay trở lại với công ty Thế Audio. Vấn đề đang nhức nhối hiện nay của các bạn là không biết lựa chọn các sản phẩm và các thiết bị âm thanh như thế nào để phối ghép cho chúng ta có một dàn âm thanh cực hay. Thì hôm nay công ty Thế Audio sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn lựa chọn những sản phẩm âm thanh để cho các bạn có một dàn âm thanh ưng ý nhất. Với kinh nghiệm 13 năm trên thị trường về giải pháp tổng thể sân khấu hội trường, âm thanh ánh sáng, karaoke chuyên nghiệp, karaoke gia đình, hôm nay công ty chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn lựa chọn các sản phẩm nào ưng ý nhất cho các bạn có một dàn âm thanh mà tuyệt vời nhất. Và sau đây công ty chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn lựa chọn một dàn karaoke ưng ý. Vậy một dàn karaoke thì chúng ta cần những cái thiết bị nào? Thứ nhất là loa, thứ hai là súp, thứ ba là thiết bị xử lý tín hiệu đầu ra hay còn gọi là van số, thứ tư là cục đẩy, thứ năm là micro. Và điều quan trọng nhất để các bạn có một dàn karaoke hay đó là các bạn phải có một người kỹ thuật viên giỏi, được đào tạo bài bản và căn chỉnh cho các bạn các thiết bị phù hợp nhất để cho chúng ta có một dàn karaoke chất lượng. Thì với không gian tầm khoảng 30m², hôm nay chúng tôi đang set up một dàn karaoke chuyên nghiệp với cấu hình gồm 4 loa full, bao gồm 2 loa full bằng thương hiệu QSA với bass 30 và 2 loa full bass 25 chúng tôi đang treo ở trên. Kết hợp với dàn này là chúng tôi sử dụng một chiếc súp kép bass 40, một cục đẩy 4 kênh riêng biệt để đánh cho từng loa full, một cục đẩy 2 kênh để đánh cho súp. Thiết bị xử lý vang số của chúng tôi là sử dụng con Federico XT1000 và micro chúng tôi sử dụng là một dòng micro rất hay trên thị trường hiện nay do công ty chúng tôi độc quyền, đó là dòng X-Pro 89. Với đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản thì các bạn có thể xem. Đó, đây là hình ảnh bạn đang làm đáp tuyến của loa để làm sao cho có một cái đáp tuyến đẹp nhất khi mình sử dụng, mở lên thì âm thanh nó đạt cái yêu cầu tốt nhất mà dòng loa có thể đáp ứng.
Vâng, vừa rồi các bạn được thưởng thức qua chất âm của dàn karaoke do kỹ thuật viên bên công ty chúng tôi setup sơ qua. Với các bạn có các dàn karaoke có sẵn hoặc phòng karaoke kinh doanh có đầy đủ các thiết bị nhưng chất lượng âm thanh chưa được ưng ý, hãy liên hệ với công ty chúng tôi được trải dài khắp ba miền từ Hà Nội, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh. Đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, phục vụ 24/7 sẽ đáp ứng nhu cầu của các bạn với những cái sự cố hay những cái chưa ưng ý. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.